Ừ, mẹ chiên nhiều luôn nhá. Chiên cả hai cái luôn nhỉ. Chiên cả hai loại luôn. Từ từ nhá, tí tí nhá. Cái này đang sống chưa ăn được đâu con. Thả tay cho mẹ mượn nào. Đó, tí, thả tay cho mẹ mượn một tí thôi. Hả? Thả ra cho mẹ mượn một tí thôi. Mượn một tí thôi thôi. Thả tí tí. Ừ, tí. Cái này à, tí nó phồng lên to lắm. Nó đang dính này. Tí ngồi yên con nha. Chị ơi, chị có đói bụng không? Chị đói bụng, mẹ nhá. Ừ, cho mẹ một tí thôi. Chị gấu cũng đói bụng quá rồi. Từ từ con, cái này đang sống con đừng có cầm vô nhá. Cầm vô là nó dính tay. Cái này tí là nó nở to là to. Không biết nhỏ xuống một tí nào. Đó, gần chín luôn. Một tay mà yêu thì nó chị nhiều nhắm nha nha. Mẹ mai cắt tóc tí tí nha. Ừ, hôm nào mà tóc tí tí tốt quá thì mẹ lại cắt nhá. Ừ. Cắt. Cắt tóc giống em luôn đúng không? Dạ. Ừ. Đấy, nó phồng lên to chưa? Thơm lắm. Thơm to luôn. Thơm to luôn. Cạo này thơm to đâu à. Ừ, tí đi, tay tí đi đâu? Đây hả? Chân tí tí đâu? Đây. Cái chân này, à đây hả? Giỏi chứ. Cái chân này để làm gì? Tay ở chân này để làm gì? Không biết. Chân để đi chứ làm gì nữa. Gần chín rồi, hai chị em chờ mẹ một xíu xíu nữa thôi. Mẹ gì ấy? Đi làm gì ấy? Ngứa chân à? Này ăn một ôm mẹ ra. Không, bỏ con bỏ ra đi. Bầm 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 bầm. Đi với gấu hôm nay làm gì ấy? Làm chơi. À đi chơi hả? Chơi ở đâu? Chơi ở ba. Chị bé Thảo. À Ti Ti thả tay mẹ mượn tí mẹ lấy cái này đã nha. Chín rồi này. Trời ơi, nó to chưa? Lấy ra cho hai chị em ăn nha. Thơm lắm. Nhưng mà cái này lấy ra đang còn nóng lắm. Hai chị em giỏi chứ, ngồi chờ mẹ nãy giờ. Nhiều chưa, một đĩa to luôn. Một đĩa to chưa. Đó, để cái đấy để mẹ. Mẹ lấy cho hai chị em ăn nha. Rồi mẹ cắt bớt cái này đi, thật nhiều quá rồi nhỉ. Rồi. Hai chị em ngồi chờ mẹ một tí, mẹ cắt cái này đi lại nha. Dạ. Ừ, cắt đi lại ngồi ăn. Mẹ. Ê ơi, ăn thôi. Mẹ có bát tương, ai ăn không? Đứa nào ăn tương ớt không? Mẹ.
Ăn tí tí. Tí tí á? Tí tí ăn tương không? Hả? Tay. Tay không? Mẹ. Mẹ tí 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 này. Tay không? Tí này. Nào, đem này đổ ra nào. Con tự lấy hả? Cho mẹ để lấy, mẹ lấy cho Thi Thi nào. No. Thôi nhá. Mẹ Thi Thi lấy ra luôn. Nóng thấy chưa? Đi mẹ thổi cho. Cái vỏ ngoài nó hơi dai dai thì tiêm cắn. Mẹ mời gấu, mẹ mời Ti Ti. Con chị là có đứa nào chấm tương không? Dạ không. Chấm tương canh ngon lắm. Ti ăn được không? Không. Không à? Mẹ hỏi Ti sao con biết? Con ăn được không? Không. Không ăn. Con không ăn được á? Chấm chân ớt. Ừ. Chân ớt. Chân ớt. Cay lắm. Chân ớt cay lắm, không ăn được đâu. Mẹ chấm chân ớt ăn. Này, thìa của con đây, thìa của mẹ đây rồi. Cay nè. Để mẹ lấy cái này mẹ xé ra cho Ti Ti này. Ây, wow, cái nhân bên trong nó mềm cho Ti Ti này. Nhân bên trong mềm. Gấu ăn được không? Để mẹ lấy cho nào, để mẹ chọc cho nào. Chị ăn được không? Giờ ăn được cái vỏ ngoài này giỏi nè. Em ăn vỏ ngoài giỏi. Con ăn hết cả đấy đi mẹ xem nào. Ngon không? Ngon quá. Thịt bò ấy. Viên thịt bò ấy. Bây giờ Ti ăn thịt bò hay là ăn tôm nhờ? Ăn tôm. Ăn tôm à? Tôm màu đỏ này. Con ăn thịt bò hay ăn tôm? Ăn tôm. Ăn tôm. Ok, ăn tôm. Có tôm luôn. Đây, 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 của Ti Ti đây. Rồi, Ti Ti cũng ăn tôm luôn. Mẹ cho ăn thịt bò. Thịt bò con đang ăn đấy. Có nóng không con? Nóng. Nóng à? Mẹ lấy thịt bò cho gấu nha. Đây. Ủa gấu đang còn mà. Ăn đi con ăn đi. Ti sao á? Ti sao á? Đây. Ti hết rồi á? Ôi cái miệng của Ti Ti này.